Xin chào các bác, chào mừng các bác lại trở lại kênh Trai LPT Nhật Đức. Vâng, hôm nay thì em sẽ test review trực tiếp đôi bóng Osram xịn của Đức nhá. Tăng sáng 100% và đây là bóng nguyên bản theo xe này. Bật cho anh bác nào. Đây là bóng nguyên bản theo xe nhá các bác này, nhìn này. Đấy, đang bật trên của con K2700. Đây coi anh nhìn ánh sáng ra đường này, ok chưa? Rồi, sau đây thì mình sẽ tận cảnh lắp đôi bóng siêu sáng Osram của Đức. Tăng sáng 110% theo nhà sản xuất đây. Hàng này hàng Đức nhập khẩu chính hãng các bác nhá. Đây, tem áo vạch đây. Đây, tem niêm phong. Đấy, và đây là đang tận cảnh tháo cái đèn của Kia K2700. Đây, xe máy xịn quá, lấy led nhiều quá. Đây, đây là mình đang tận cảnh lắp đây, lắp đôi bóng đèn đèn pha. Tăng sáng đây nha các bác nhá. Đây là đang tháo đèn pha này. Đấy, đang tháo đèn pha ra này. Đây là đang thả đèn pha nha các bác nhé, tận cảnh thay đèn pha này. Đây, tận cảnh thay đèn pha này các bác thấy chưa? Đấy rồi, đây đèn pha zin nguyên bản đây. Và đây sau đây là mình sẽ đập hộp cái đèn pha tăng sáng của Đức, Osram Đức. Lắp vào và mình lại quay lại cái video ánh sáng cho bác xem nhé. Đấy các bác thấy không? Đây là đèn siêu sáng này. Đây nhá. Đấy, tuyệt đối là các bác không được cầm vào đầu bóng đèn nhé, chỉ cầm vào chân bóng đèn thôi. Đấy. Đấy, rất đơn giản. Đấy, đá xong một bên. Và thế các bác sẽ nhìn thấy ánh sáng của nó có tăng sáng 110% không thì chúng ta sẽ theo thực tế. Đây pha này các bác nhìn thấy đây, pha của đây nhá. Pha của em ấy là một bên trong và một bên mờ. Pha của em Hòa đến từ Hải Phòng, cạnh Lê Chân Hải Phòng. Đấy, chiếc xe K2700. Đây là mình đang quay video toàn cảnh lắp đôi bóng siêu sáng của Đức, Osram của Đức, hàng xịn nhập khẩu. Đấy các bác này, các bác nhìn thấy không? Tuyệt đối các bác lắp là không được cầm vào bóng đèn nhá, mà chỉ cầm vào chân bóng đèn thôi. Đấy, mình sẽ quay. Đây, và bây giờ mình sẽ bật cho các bác xem nhìn này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Ánh sáng này, đây là ánh sáng zin nhá. Các bác nhìn ánh sáng zin này. Ở đây là ánh sáng tăng sáng này, 100% này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đây mình sẽ quay ra đây cho các bác nhìn này. Đây nhá, mình lên cabin cho các bác nhìn qua luôn này. Đấy các bác nhìn thấy hai bên khác nhau hoàn toàn chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Đây là mình đang quay giữa xe nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Đang quay giữa xe này, nó hoàn toàn một bên lái có đèn và bên phụ các bác không nhìn thấy gì luôn. Đấy, và bây giờ mình sẽ quay tiếp theo bên phụ lắp lốt. Mặc dù cái bên lái thì pha đèn nó là ố rồi các bác nhá, nó không bằng bên phụ đâu, nhưng mà các bác nhìn thấy trên cabin chưa, nó đã hiện lên rõ ràng. Đấy, pha đèn này của em ý, hai pha đèn vẫn là xịn, nhưng mà một bên lái nó bị mờ rồi các bác, vì theo năm tháng. Còn bên phụ thì nó vẫn trong. Đấy các bác nhìn bóng đèn này. Tuyệt đối là các bác không được cầm vào bóng đèn nhá. Đấy, và đây mình sẽ
sẽ quay tiếp ở bên 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 phụ này cho các bác xem. Đấy, đây đang trận cảnh thay bóng đèn nhé. Đấy các bác nhìn này, nhìn lại cái pha bên lái nhá. Pha bên lái của em Hòa pha xịn, vẫn là pha xịn nhưng mà quá trình thời gian nó bị ố trên này rồi, ánh sáng ra không đạt chuẩn. Nhưng mà nó vẫn sáng hơn cái pha bên kia rất nhiều khi chưa lắp bóng đèn. Khi đã lắp bóng đèn, xịn có sam vào và bên này bây giờ đang lắp lốt. Có sam xịn. Đặt về đằng trước chung ạ. Đấy, đấy, như thế, đặt về đằng trước như thế. Đấy, như thế, đúng rồi. Không phải, không phải. Cái đấy không phải. Không, không phải đâu, không phải đâu chung ạ. Không quan này cái đấy đâu. Cảnh thay pha đèn bóng Osram xịn của Đức. Đây, các bác nhớ nhé, đây là bóng xịn Osram Đức này. Các bác lên nhớ là khi thay bóng không được tuyệt đối, không được cầm vào. Tuyệt đối không được cầm vào thân của bóng đèn mà chỉ cực cầm vào đuôi bóng đèn thôi. Đây đang rút bóng đèn zin này các bác này. Đây đang rút bóng đèn zin nhá. Đấy, bây giờ là 7 phút rồi. Thay một đôi bóng đèn thì nó sẽ rơi vào tầm 10 phút. Rồi, đấy các bác tuyệt đối nhá, không được cầm vào đầu bóng đèn mà chỉ cầm được vào chân bóng đèn thôi. Đấy, các bác thấy không? Rất nhanh và đơn giản. Đấy. Vâng, và đấy là xong bước hoàn thiện gần như là 90% công đoạn thay bóng đèn. Và sau đây là chỉ còn lắp lốt máy vận động nữa vào thôi. Thì mình sẽ bật cho các bác xem chứng kiến đôi bóng siêu sáng xịn của Đức tăng giá 100%, 110% theo nhà sản xuất. Đây một tí, đây là xong rồi anh ơi. Đã xong rồi, bây giờ mình bật thử cho các bạn xem nhá. Điều đầu tiên là mình sẽ quay góc chéo này, ok chưa? Đấy các bác nhìn này, chói mắt luôn này. Đây bây giờ mình sẽ đứng lên cabin nhìn tận cảnh từ trong xe ra. Đấy các bác nhìn thấy chưa, ok chưa? Rồi pha cốt đi em. Đấy cốt này, pha này, ok. Đấy thì mình đã review xong chiếc bóng đèn Osram siêu sáng của Đức. Đấy, hàng nhập khẩu. Và đây là bóng đèn zin mình đã cất đi. Em cất được bóng này đi sâu cua này. Đấy các bác nhìn thấy không? Ánh sáng này, led căng luôn này. Đây, rót đường chưa? Mình quay ở ngoài cho các bác xem này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đây là đang ngoài đường nhựa thực tế nhá. Chứ không hề có một cái góc tối nào cả. Vì nhiều bác quay video trong tối thì sẽ không thực tế được. Đây là mình đang quay ở đường nhựa luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy luôn này. Đấy. Mọi thắc mắc hay là gì các bác cứ liên hệ cho em theo số điện thoại đây nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.